thật sự viết gì về chuyện này cũng sẽ gặp rắc rối từ các phía. Nhưng nhiều ngày gần đây, càng đọc FB càng mất ăn mất ngủ vì đề tài này. Hơn thế nữa, còn liên tục nhận được những email từ Mỹ truy sát đến cả con cái của mấy nhà văn bị kết tội là Đao Phủ Huế, tôi đã phản đối mà vẫn bị nhận tiếp. Thật đau lòng, buộc lòng phải viết đôi dòng tâm. Sự ngắn gọn. 1. Việc nhà nước tổ chức kỷ niệm, ăn mừng rầm rộ 50 năm Mậu Thân quá là vô chính trị, phản lại ngay những lời đẹp đẽ, xóa bỏ hận thù, hòa giải, hòa hợp, trong khi nhiệm vụ chính trị lúc này rõ ràng là đoàn kết toàn dân lo chấn hưng đất nước, đối phó với giặc Tàu, khơi lại chiến thắng, căm thù Mỹ Ngụy, làm gì có hiểu nổi. 2. Chính vì thế, càng kích động mối hận của các nạn nhân miền Nam trong vụ Mậu Thân, đặc biệt là người Huế. Tại sao đến giờ này, nhà nước vẫn chưa chịu có lời tạ lỗi về những cái chết oan do cán bộ, chiến sĩ hay tự vệ gây ra? Đã được không ít nhân vật có trách nhiệm thừa nhận như NG Đắc Xuân và Nguyên Ngọc đã cho biết. Tại sao có tổ chức giải oan chung cho tất cả nạn nhân chiến tranh hai bên như Thầy Nhất Hạnh và bên Phật giáo đã làm? Chính sự né tránh đó khiến nhà nước khó biện minh về chủ trương thảm sát. Nếu thực sự họ có chủ trương và thực sự có thảm sát, tôi đọc các tư liệu liên quan chưa thấy thật đủ cơ sở khẳng định có hay không. 3. SQNT rõ ràng có mặt ở Huế trong vụ Mậu Thân, cũng như NG Đắc Xuân đã tường trình là có mặt nhưng có liên quan các vụ bắn giết, thậm chí còn cứu DC một số người có cơ bị giết oan. Nhưng lời tả lỗi mới nhất của SQNT, ông đã quá lầm lạc khi tự miệng mình bịa đặt là mình đi trên máu người ở Huế, nên suốt bao năm nay ông biện minh không nổi. Hình ảnh ông liếm mép khi trả lời phỏng vấn trên phim quá là phản cảm. 4. Nhưng vì sao lại thế? Ở đây là cả một chuyên đề lớn, quan niệm về bản chất cuộc chiến Bắc Nam năm 4-7 năm và vai trò người trí thức, đặc biệt trí thức miền Nam, trong đó SPNT, NDX và rất nhiều trí thức miền Nam hồi đó thấy tận mắt Mỹ là xâm lược, chính quyền SG là tay sai, Việt Cộng là yêu nước, nên họ sung sướng, tự hào DC đi theo V.C, nên SPNT mới thoải mái nhận vơ cái oai của người giải phóng Huế. Nghe ông trả lời say sưa, kéo dài và minh định rõ lập trường địch ta trong bộ phim thì biết, riêng tôi, một người miền Bắc, đã hoài nghi chính nghĩa của cuộc chiến ngay từ 1970, đã làm thơ trong nhật ký về câu hỏi ấy, và do đó đã bị tập trung cải tạo năm 1982 khi C.A bắt được nhật ký này trong nhà. Nhưng ngược lại, tôi cũng thành thật thử đặt câu hỏi năm 1972 khi chứng kiến bom B-52 giải thảm khu sở dầu An Dương Hải Phòng, sát dân lành chết chồng chất. Nếu tôi có căm thù, nếu tôi có ca ngợi chiến sĩ phòng không hy sinh bắn máy bay Mỹ, thì tôi là thứ trí thức gì? Cho nên tôi có thể thông cảm với tình cảm chân thành, tuy bây giờ thì tôi thấy là ngây thơ, dại khờ của các anh ấy hồi ấy. 5. Bây giờ nhìn lại thì sao? Rõ ràng qua bài viết của NDX, SPNT, họ vẫn tự hào về việc đóng góp cho công cuộc CM hồi ấy. Tôi tin rằng, nếu làm cuộc trưng cầu ý dân lúc này về cuộc chiến, vẫn có khá nhiều người tin rằng cuộc chiến giải phóng miền Nam có chính nghĩa dân tộc. Điều họ ân hận chỉ là một con lường DCV.C lại đem CN Cộng sản vào làm đất nước trì trệ, tụt hậu bao nhiêu năm. 2. Chính quyền bây giờ phản bội những hy sinh của họ để bảo vệ đặc quyền cho một tầng lớp lợi ích nhóm. 6. Ôi, lịch sử hiện đại VN thật quá oăm, dân tộc VN quá bi đát, tội tình yêu nước trở thành có tội khi rước NCS vào làm hại đất nước. Từ đó cả dân tộc bị chia rẽ quá lâu, có biết bao giờ mới hàn gắn DC. Có người còn bi quan nói chia rẽ kéo dài từ hồi sông Danh đến nay chưa xong. 7. Tôi tin chỉ duy nhất một con đường giải thoát, từ nay đừng ai nhắc đến chiến công hay hận thù cuộc chiến cũ, dù thế nào cũng đã lỡ rồi. Quyết thật tâm lấy tình thương, tình đồng bào để đoàn kết, hưng quốc và lo đối phó quân xâm lược Tàu.
Tất nhiên, bên thắng cuộc, phải là người chủ động. Thật tâm làm trước, nếu cứ nói một đằng làm một nẻo, mãi, buộc tôi phải nghĩ rằng có bàn tay ngoại bang đạo diễn để ngăn cản hòa giải hòa hợp. Dân tộc, làm dân tộc mãi mãi suy yếu để chúng dễ thôn tính. Tội chia, dễ ấy làm sao thoát nổi sự phán xét của lịch sử.